cho ông đi tiêu hải. Em dễ tiêu quá. Dễ tiêu quá. Tại nãy nó không có ghé đốt nhanh hành trình đó. Nó vô lẹ gì nữa, nhưng mà đốt nhanh trình là lâu rồi. Rồi, mới nghe đánh trống thôi, hết chạy ra là thấy di chuyển vô rồi. Đúng rồi. Còn đốt nhanh hành trình cũng phải là 50 phút, đúng không? Đúng rồi. Chắc thì chúng còn 3 tháng rồi đó. Quay được cáo quen.